Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại sự kiện Apply the World Through Music của hãng Patron Việt Nam được tổ chức tại quán cà phê Lava ở số 24 Lý Quốc Sư. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Trị giá 1.190.000 đồng. Những ai ngày hôm nay đến sớm hơn 8:30, người ta sẽ nguyên xem với khai thiệt đi, có phải là 5 giờ sáng tới đây không? 6 giờ rưỡi. Có ai xếp hàng từ hôm qua được không? Rồi em xin mời anh. Bây giờ các bạn muốn một lần rút luôn cả 3 phiếu hay là mình rút từng phiếu mỗi lần? Từng phiếu. Anh Phương có thể theo yêu cầu ở dưới là mình rút từng phiếu mỗi lần. Đặng Anh Nam, xin được chúc mừng Early Bird đầu tiên, con chim đến sớm. Đặng Anh Nam. Nam đâu? Ai là Nam? Bạn là Nam hả? Xin chúc mừng Nam. Xin mời Nam lên sân khấu. Tiếp tục anh. Phải Nam không? Đọc cho Nguyên số điện thoại với. Ở 3 số cuối thôi. 386. Lắc đi anh. Ở dưới không được. Hà Kiều Anh. Hồi nãy mình có một Early Bird là Nam, bây giờ có một cô gái Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh đâu? Tại sao Hoa Hậu hôm nay không đi diễn show? Mời Hoa Hậu đi lên sân khấu. Xin mời anh chọn cái phiếu nào dưới cho em nha. Toàn người nhà đây. Ủa là sao? Cái áo này là Fan Club hay gì? Sao ai cũng mặc? Em có. Đây là club của em chị ạ. À đây là club club hội những người yêu thích Patron. À ok, cũng được, khá dễ thương. Xin được chúc mừng Võ Thị Thúy Ngân. Võ Thị Thúy Ngân. Thôi quá, bạn này không thuộc fan club. Xin mời em lên sân khấu và em mời anh Phương sẽ đại diện ban tổ chức để trao 3 giải thưởng là 3 chiếc tai nghe BHB200 trị giá 1.190.000 đồng dành cho 3 người may mắn này. Chắc cái nhạc không? Có cái nhạc cho tưng bừng không? Thôi vỗ tay đi các bạn. Xin chúc mừng. Chụp ảnh chi hả? Em đã chụp chưa? Chưa thì là đưa trả lại quà đây.
là con gái thì xinh. Là con gái thì xinh.
có rất là nhiều điều đã thay đổi trong cái cuộc cách mạng khoa công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong diễn ra trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy ngay những cái thay đổi lớn nhất, ví dụ như cái sự xuất hiện của Facebook khiến cho chúng ta có thể kết nối gần hơn với nhau, hay sự xuất hiện của Uber, Grab giúp cái việc đi lại của chúng ta dễ dàng hơn. Và trong lĩnh vực âm thanh này cũng có những cái thay đổi mà chúng ta có thể nhìn ra, nhận ra một cách rất rõ ràng trong cái thời gian gần đây. Thì cái đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái cách chúng ta sử dụng ở trên cái thiết bị nghe nhạc di động đã thay đổi như nào trong một số năm trở lại đây. Cái đầu tiên mà chúng ta thấy rằng có sự thay đổi đấy là khi mà trước đây khoảng 5-7 năm về trước thì cái chiếc máy MP3 và chiếc máy nghe nhạc iPod nó là một trong những cái vật bất ly thân và một cái vật một cái người bạn rất là thân thiết của chúng ta để chúng ta sử dụng và chúng ta hàng ngày sử dụng nó. Tuy nhiên ngày nay thì sao? Chúng ta đã chuyển sang sử dụng ở trên smartphone và chúng ta gần như là quên mất cái máy nghe nhạc iPod và cái máy MP3. Đây là cái thay đổi thứ nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và cái thay đổi thứ hai nó nằm từ cái hành vi trong cái cách quản lý và sử dụng cái file nhạc của chúng ta. Thì trước đây thì chúng ta hay có một cái thói quen đấy là cóp nhạc và tải nhạc, tìm và sưu tập những cái bản nhạc chất lượng cao, những bản nhạc mình yêu thích và cho vào trong cái bộ nhớ trong của các thiết bị phát nhạc. Thì bây giờ chúng ta không còn làm như vậy nữa. Chúng ta hàng ngày chúng ta đang nghe nhạc từ trên những cái dịch vụ trực tuyến, những cái ứng dụng trực tuyến chia sẻ nhạc như là YouTube, SoundCloud hay là 1v3.zing. Và thậm chí chúng ta còn sẵn sàng bỏ tiền ra để sử dụng những cái dịch vụ nghe nhạc bản quyền, những dịch vụ nghe nhạc như là Apple Music, mà chính bản thân mình cũng đang sử dụng cái dịch vụ của Apple Music và mình cảm thấy rằng là cái chất lượng âm thanh của nó cũng rất là tốt. Và cái thay đổi thứ ba chúng ta có thể nhận ra đấy là từ cái việc là từ những chiếc tai nghe chúng ta đang sử dụng. Trước đây thì như nào nhỉ, chúng ta khi mua một cái máy điện thoại hoặc mua một cái máy nghe nhạc thì nó sẽ có một cái tai nghe đi kèm ở bên trong và chúng ta đã cảm giác là rất thỏa mãn với cái việc sử dụng cái tai nghe đi kèm đấy. Nhưng bây giờ thì sao? Chúng ta sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua thêm những chiếc tai nghe khác để làm sao để cho chúng ta có thể nghe nhạc tốt hơn và chúng ta có thể nghe được những cái bản nhạc mình yêu thích hơn. Ví dụ như là cái việc là chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra để mua những chiếc tai nghe để cho cái nhu cầu chơi thể thao, hoặc là chúng ta yêu thích cái thể loại nhạc sôi động thì chúng ta sẽ muốn có một cái tai nghe mà nó chuyên hơn về cái nhạc sôi động. Đấy là cái ba cái thay đổi mình thấy rõ rệt nhất trong những năm vừa qua đối với cái lĩnh vực nghe nhạc trên thiết bị di động. Và ngay bây giờ ở trên thế giới, ngoài cái việc là bùng nổ của ngành công nghệ thông tin thì kéo theo cái sự thay đổi trong cái cách sử dụng của chúng ta vừa qua, thì có một cái công nghệ khác đang rất là bùng nổ, đấy là cái công nghệ không dây. Và với cái công nghệ không dây này, nó đã mang lại cái ảnh hưởng rất là sâu sắc đến với cái cách chúng ta nghe nhạc hiện nay. Thì vào tháng 6 năm 2016 thì tại Mỹ thì lần đầu tiên người ta chứng kiến cái doanh thu của tai nghe không dây, tai nghe Bluetooth đã vượt qua tai nghe có dây. Và theo cái báo cáo từ cái hãng nghiên cứu thị trường NPD tại Mỹ thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tai nghe Bluetooth để nghe nhạc nó đã chiếm đến 54% về doanh thu và 17% về số lượng bán ra trên so với những cái tai nghe khác.
và cái tốc độ tăng trưởng của nó thì rất là thần kỳ, trong khi cái cả ngành thì tốc độ tăng trưởng của cả ngành là 7%, thì riêng cái tai nghe của Bluetooth để nghe nhạc đã tăng trưởng đến 42%. Và cái số liệu đấy ở Mỹ, còn hiện tại cái số liệu mình tiếp tục cung cấp cho các bạn đây là cái số liệu tại Việt Nam và chính tại IDU Audio thống kê trong 3 năm vừa qua. Thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ chúng ta sẽ thấy được một cái sự thay đổi thần kỳ trong cái việc sử dụng tai nghe không dây. Thì năm 2015 thì lúc đấy thì IDU Audio đang còn tập trung rất nhiều vào cái việc là bán những cái tai nghe có dây. Và cái doanh số của cái tai nghe không dây nó chỉ chiếm 5% doanh thu thôi. Nhưng mà đến năm 2016 thì không hiểu tại sao mà doanh thu về tai nghe không dây nó tự dưng nó vượt lên. Nó làm có một cái sự đảo chiều luôn. Doanh thu của tai nghe không dây nó đã chiếm đến 54% so với tai nghe có dây. Và đến năm 2017 thì điều này rõ rệt hơn rất là nhiều, khi mà doanh thu đến tháng 8, số liệu này là được thống kê đến tháng 8 năm 2017, thì cái doanh thu từ tai nghe không dây nó đã chiếm đến 62% doanh thu tại IDU Audio. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng là cái sự bùng nổ của cái xu hướng sử dụng tai nghe không dây không chỉ diễn ra ở những cái đất nước phát triển như Mỹ mà ngay tại Việt Nam thôi. Chúng ta cái xu hướng này đã diễn ra và đang diễn ra. Thì mình có lấy một cái bức ảnh này để minh họa cho cái việc đấy. Thì mình có sử dụng cái Google để tìm kiếm bằng hình ảnh với cái cụm từ là tai nghe không dây. Thì mình có chụp ảnh lại một cái ảnh chụp màn hình khi tìm kiếm. Thì chúng ta có thể thấy đây, sự đa dạng về mẫu mã cũng như chủng loại của tai nghe không dây, từ những chiếc tai nghe không dây hoàn toàn đến những chiếc trục đầu không dây, đến những chiếc tai nghe thể thao, nó rất là đa dạng cho chúng ta lựa chọn. Vậy cái tai nghe không dây thì nó mang lại cái lợi ích gì? Thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái video clip để xem tại sao nó lại được mọi người đón nhận đến như vậy. Trong cái video này là chúng ta nhận ra thấy ngay cái đấy là cái sự tiện ích của nó. Nó không còn vướng víu nữa. Và nó giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong cái việc sinh hoạt, như sinh hoạt hàng ngày, như chơi thể thao. Đây là những cái tiện lợi nhất của tai nghe không dây. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, đấy là liệu cái chất lượng của tai nghe không dây đến bây giờ nó đã bằng được với tai nghe có dây chưa? Thì để trả lời câu hỏi này cho các bạn thì mình sẽ cùng với MC tổ chức một cái trò chơi nhỏ để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái chất lượng của tai nghe không dây so với tai nghe có dây như nào. Nhắm mắt và nghe nhạc bằng tai nghe thôi. Thì chúng ta sẽ cho các bạn hai lần nghe thử cùng một bài hát với cùng một chiếc tai nghe với có dây và không dây. Thì các bạn sẽ nghe xong một đoạn đoán xem là chúng ta đang nghe tai nghe không dây trước hay tai nghe có dây trước. Ok, là nghe thôi vậy phải không? Không phải vừa nghe vừa nhảy gì hết đúng không? Cái không khí này mà anh chỉ bắt vừa nghe thôi nó uống quá, mà phải vừa nghe vừa nhảy rồi. Cho anh mượn cái tai nghe. Thấy điểm chung nào không? Anh đang mở bài gì đấy? Cây cầu dừa rồi hả? Anh đang mở bài gì đó? Ok, rớt lên nhìn về tiếng. Trên này thì nghe rớt lên nhìn về tiếng. Anh em mình thì nghe ngày mai em đi.
chúng ta bắt đầu chuyển sang một cái hình thức khác. Có ai phụ anh Phương làm này không? Hay anh muốn làm một mình? Em thì không có cuối túi cùng anh được rồi đó. Rồi. Mình tạm gọi là lần số 1 và lần số 2. Hồi nãy mình có một cái lần số 1 rồi và xong đang nghe lần thứ 2. Nhớ cái thứ tự đi, đi làm đi Trang vậy hả? Quà quá dễ mà không cần nhảy nhót gì đâu. Ngược lại hả? Biết là ngược lại luôn hả? Biết là biết ngược lại rồi anh ơi. Còn nào khác đâu bạn biết rồi. Thì tí không phải ngồi yên vậy nghe. Phải vũ đạo với cái ghế mới được. Làm đi cho tặng thêm quà. Bạn tên gì? Mình tên là Tuấn. Tuấn, mình tên là Nguyên. Mình từ Sài Gòn, bạn từ đâu? Mình từ Hà Nội. Ok, ngu vui gì đủ rồi. Xin chào, ngồi đây. Xin mời Tuấn, từ Hà Nội, 20 tuổi, hồ số 40 rồi. Cái mặt gì mà 40 rồi đó hả? Ở nhà chăm vợ con đi, offline chi? Tuấn nói Tuấn 40 tuổi rồi. Cười vô mặt tôi hay gì? Lần số 1 với lần số 2 có đoán được là lần nào có dây, lần nào không dây không? Hả? Sơ sơ. Còn song song không? Có tìm được điểm chung rồi chưa? Thì em cứ đứng bình thường thôi, em làm rồi mà em có nhúng nhúng nhảy nhảy thì chị có làm gì em đâu. Nhắc mắt lại đi Tuấn. Anh phải làm cái thứ tự nào đó nó khó khăn hơn nha. Bạn biết hết rồi, 40 tuổi rồi. Thông minh lắm. Rồi anh tiến vén cái dây ra. Ô, lộn. Đây là lần nghe đầu tiên của Tuấn. Anh có quà gì đặc biệt không? Anh tặng người ta cái gì? Bắt người ta lên mua vui vậy anh tặng quà gì cho người ta? Ta nghe rồi nha, 1 triệu mấy, 2 triệu rồi nha. Xin mời hai chị em mình đi. Sao em? Em hay qua shop quay kia anh. À, em hay qua shop của anh Phương hả? Hèn gì anh? À không, quên. Chị nói hèn gì anh mời em mà chị mới là người mời em. Chị lần đầu tiên gặp ảnh, chưa gặp bao giờ. Mà em tìm ở điểm chung hay chưa? Rồi, như vậy là xong lần đầu tiên. Vẫn cứ nhắm mắt chứ. Chú vẫn cứ nhắm mắt chú ạ. Anh làm cái hành động này đi, em làm đi cho. Cùng một bài hát hả? À, Tuấn đã có lần thử đầu tiên. Bây giờ đến lần thử số 2. Có thể cho anh biết là cái từng bạn một, bạn báo vàng thì có thể cho anh biết là đang nghe tuần tự là có dây hay không dây. Bạn này tên là Song, anh có nhớ không đấy? Em sợ anh quên rồi đó. Lần thứ nhất và lần thứ hai. Lần thứ nhất là có dây hay không dây? Lần thứ nhất là không dây. Lần thứ nhất là không dây, lần thứ hai là có dây. Xin mời Tuấn. Mình nghĩ là lần thứ nhất là không dây, lần thứ hai là có dây. Sai rồi, biết với anh. Cho mình biết là tại sao mà các bạn có thể nhận ra được và cái nhận xét của các bạn về cái chất lượng khi mà nghe có dây và không dây thì có gì khác nhau? Thấy là hiện tại thì
có dây thì anh em phải phụ thuộc vào dây cáp nhiều hơn. Nếu mà dây cáp tốt thì nó sẽ âm thanh nó sẽ phát ra tốt hơn và chi tiết hơn. Thì em thấy là lần đầu tiên anh nghe thì ta không dây thì âm thanh nó phát ra khá là chi tiết và em có cảm giác là nó sẽ có phần là nó hơn là cái có dây. Bởi vì là em nghĩ là cái cáp nó không đảm bảo độ truyền tín hiệu. Và thì em nghĩ là đầu tiên là anh nghe không dây. Có nghĩa là khi bạn xong bạn nghe thì bạn thấy rằng là cái tai nghe không dây, khi nghe không dây là nó hay hơn so với là có dây. Xin mời bạn. Thì cũng giống như ý kiến của bạn sau, mình thấy rằng chất lượng âm thanh của việc không dây và có dây thấy là khá là tương đương, mà riêng phần có dây thì phụ thuộc nhiều với lượng cable mình dùng, là lượng cáp nó như thế nào. Vừa rồi thì thấy rằng đúng là sự là nghe chất lượng không dây thì nghe cái độ chi tiết của nó khá là cao. Đấy, kiếm. Có nghĩa là đều thấy là không dây hay hơn. Yeah, độ chi tiết của không dây không? Mà về lực thì mình thấy cảm thấy là khi nghe có dây thì lực nó có lực hơn. Ok. Là quà được chưa anh? Là quà được chưa? Là quà thôi. Là quà. Là quà thôi. Xin mời em. Đây là hai phần quà dành cho hai bạn đã lên sân khấu để tham dự trò chơi này. Rất cảm ơn hai bạn. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn khán phòng. Với cá nhân mình thì thực thế mình cũng chia sẻ với các bạn luôn về cái chất lượng của tai nghe không dây và tai nghe có dây. Thì với hai bạn là người dùng thì vừa cho chúng ta thấy rằng là cái độ chi tiết của tai nghe không dây là ở trên hai chiếc tai nghe là có hơn so với tai nghe có dây. Tuy nhiên rằng thì hai cái tai nghe mình đưa ra thì cũng đều là những chiếc tai nghe hay, và cái giá trị của nó thì một cái là nó khoảng tầm hơn 2 triệu và một cái tai nghe nó khoảng 10 triệu. Nhưng theo cá nhân người làm trong ngành của mình thì với cá nhân mình thì mình nhận xét rằng là đến thời điểm hiện tại thì cái sự chênh lệch giữa cái tai nghe có dây và không dây nó không còn nhiều nữa. Tuy nhiên rằng là cái chiều sâu của cái tai nghe có dây hiện tại nó vẫn tốt hơn. Tất nhiên là với những cái tai nghe mà có tầm giá như là bạn xong cũng lấy bạn nghe là cái tai nghe có tầm giá tầm 10 triệu thì cái điều này nó gần như là rất khó phân biệt với người tiêu dùng phổ thông. Và mình tin rằng với cái sự phát triển và cái sự thúc đẩy công nghệ không dây trong thời gian tới của những cái hãng công nghệ như là Apple, Qualcomm hay là những cái hãng tai nghe như Sennheiser, Sony và người đồng hành của chúng ta trong ngày hôm nay đó là Patron, thì cái công nghệ không dây nó sẽ một ngày gần đấy nhất nó sẽ vượt qua được tai nghe có dây và nó sẽ có thể đáp ứng được những cái đôi tai khó tính nhất như chính bản thân mình. Bài trình bày của mình đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã nghe. Em xin cảm ơn anh Phương. Chú anh bán đắt thật đắt, đặc biệt là người đồng hành của mình hôm nay. Có lẽ ở đây sẽ có rất nhiều bạn không biết Patron là gì đó. Patron thì nghe rất giống là Patron. Patron là một công ty, một cái tập đoàn linh kiện điện tử ở Hàn Quốc, một tập đoàn lớn. Và Patron là chuyên cung cấp những cái linh kiện điện tử cho những cái sản phẩm smartphone. Và trong số cái sản phẩm smartphone đó thì phải nói đến những sản phẩm smartphone của Samsung. Sao Patron bây giờ hiện tại là vendor lớn nhất của Samsung với những dòng antenna, camera, motor và cảm biến trong cái điện thoại. Mà các bạn có thể là tất cả những bạn đang ngồi đây mà dùng điện thoại Samsung có thể đang dùng những cái sản phẩm của Patron sản xuất. Patron thì có 3 nhà máy ở Hàn Quốc, 2 nhà máy ở Trung Quốc và tận 5 nhà máy ở Việt Nam. Với những đối tác kinh doanh của Patron thì là những cái khách hàng như Samsung, như các bạn biết là LG, Philips, HTC, Nokia, Toshiba, Panasonic. Đấy những khách hàng mà sản xuất những cái có đặt hàng với cả Patron để làm những linh kiện và những cảm biến ở trong các cái sản phẩm của họ. Đối tác chính của Patron thì bao gồm rất nhiều công ty sản xuất linh kiện điện tử như C-Lapstick, ZMDI, hay là MediaTek.
với cái tiềm lực và với cái khả năng lợi thế về sản xuất của mình thì Patron đã nghiên cứu và phát triển những dòng sản phẩm của riêng thương hiệu Patron, và nó nhằm đến hai cái sản phẩm chính là giải trí và chăm sóc sức khỏe. Thì mọi người đều biết rằng là xu hướng mà công nghệ tương lai cũng như là xu hướng tiêu dùng, xu hướng nhu cầu tương lai của con người nhắm đến hai cái nhu cầu chính, đó là giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đấy. Thì đối với giải trí thì Patron ra mắt những cái sản phẩm liên quan đến tai nghe Bluetooth. Đấy. Như là PSV100, PSVH200 và PSVH300. Đối với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì Patron có nghiên cứu và ra mắt những cái sản phẩm như là nhiệt kế thông minh có thể lưu lại những chỉ số và đo trực tiếp trên điện thoại của bạn với chỉ số rất là chính xác. Vòng đeo tay thông minh, vòng đeo tay theo dõi sức khỏe như là nhịp tim, bước chân, lượng calo đốt cháy, thời gian ngủ và những cái chỉ số khi báo động, khi có điện thoại hay là có tin nhắn đến. Thì đây những cái sản phẩm của Patron được tiếp theo đó là cái Medical Center, đó là cái nhỏ trên này. Thì đây là một sản phẩm mới mà sẽ sắp sửa ra mắt ở Việt Nam vào trong năm 2018. Đây là một sản phẩm có thể giúp người dùng có thể đo được huyết áp, nhịp tim, đo được cả lượng đường trong máu, lượng chất béo của cơ thể. Đấy, và sản phẩm này thì đã được giải xét 2017. Tuy nhiên thì trong khuôn khổ chương trình hôm nay thì mình sẽ không đề cập đến những cái sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, mà chỉ nói về những cái dòng sản phẩm liên quan đến giải trí như tai nghe Bluetooth của Patron. Và hiện tại ở Việt Nam thì Patron đã phân phối hai sản phẩm tai nghe là PVH200 và PVH300. Cuối cùng sẽ là truyền thông điệp lại cho chị MC. Rồi, các bạn hiểu luật chơi ạ? Rồi, thì đội nào truyền được nhiều thông điệp nhất sẽ là đội chiến thắng. Và tôi nói lại lần nữa, phần thưởng rất hấp dẫn, phần thưởng trị giá nhiều nghìn đồng. Chào mừng, chào mừng tay cho đội đầu tiên ạ. Vâng. Chị, em nhờ chị đứng để nhận cái thông điệp cuối cùng được chưa ạ? Rồi, bây giờ thông điệp đầu tiên, tôi, chị MC với tất cả các bạn ở dưới đều sẽ được biết thông điệp đấy là gì. Chỉ có các bạn này là không biết thôi. Em xin mời em Tiến ạ, em xin mời em Tiến. Em đang nghe. Giới thiệu các bạn, đây là một anh chàng rất đẹp trai của Patron. Trông chào có tay lên Tiến không ạ? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ em Tiến sẽ thủ chức cho mình mang tay nghe và trong đấy có nhạc cho các bạn. Cái này có hai người không? Có hai người để cho nhanh không? Xin mời em một bạn ạ. À, cái này mời mới lên hả? Mời lên. Xin mời anh luôn. Em đẹp to lắm. Bây giờ em mở ra. Mở ra rồi. Nhớ lại. Rồi. Bấm người lại. Các bạn có nghe gì? Các bạn có nghe gì không? Lúc mang tay nghe vào có nghe gì không? Ai chắc chắn là không rồi. Nếu có thì tôi tổ chức được chơi gì đúng không ạ? Rồi, nhiệm vụ của bạn là bạn này. Vòng đầu tiên bạn này sẽ là người truyền thông điệp được chưa? Thì tất cả bốn người bạn này, đằng sau quay, ai bên phải quay, bên phải quay nào? Đúng rồi, mang tay nghe vào nghe đi. Nghe đi, chị đi đâu? Chị quay hả? Chị quay, phải quay ở đây. Chị quay mấy phòng luôn cũng được. Rồi, bạn này quay qua đây. Bây giờ sẽ là thông điệp đầu tiên của bạn. Được chưa? Đây. 3 giây, đúng không? Đấy nhá. Câu đầu tiên. Mọi người đọc nhá. Nhớ nhá. Rồi, làm sao quay? Đây, nói to lên. Nói đi. Nói to lên. Nói đi, diễn tả đi. Diễn tả, nói. Không phải, nó không nghe. Nói ra, em nói ra. Nói ra kẻ cắp gặp bà già. Nói đi. Bà già, kẻ cắp gặp bà già.
từ kẻ cắp gặp bà già. Không không, nói cho mày ngon nghe. Sarah. Sarah. Nói chuyện này. Gặp bà già thì Sarah. Cái gì người ta chưa nói xong mà. Thế rồi, cái gì nữa?
tên là Lâm. Ờ, em đọc cho chị cái thông điệp đi. 6 từ là gái có công cái gì? Gái có công, gái suy nghĩ là 6 từ đúng không? Trong đầu có 6 từ đây à? Gái có công, chồng... 5. Gái có công, chồng không phụ. Yeah! Mấy bạn này không mừng mà em mừng quá. Rồi chị Ba ơi, chị Ba. Nữa hả? Vâng, cái này okay. Là đúng rồi. Ok, đúng rồi. Bây giờ hai thông điệp cuối cùng mới khó này. Rồi, giờ xem nào, đối người nào? Đối người bà này lên đầu tiên đi, bà này ngơ ngác quá. Ok. Rồi, cho cái bạn bật nữ cuối cùng. Hai bạn nam bên giữa. Rồi, ok. Em muốn bóc người nào bóc nè, cứ cái này nữa thôi. Bà này, đúng rồi. Rồi, cái này rồi. Rồi, hai bạn này không? Đây, đây. Được chưa? Ui, trận bóc kinh khủng luôn. Đây. Thở ra coi, thở. Các bạn đừng thấy thế ạ. Rồi. Còn nghe gì không? Cười khác nghe nào. Em không biết phải nói cái này làm sao luôn. Ai ai đưa ra thì mời em. Gãi cái gì gãi đó. Cái từ cuối cùng có vẻ dài. Trong, trong, ấm. Trong ấm, ngoài, im. Dễ quá, dễ. Rồi, xin mời qua bên đó, úp mặt vào tường. Rồi, em qua đây. Em vừa nói được không? Em qua kia, bạn qua kia, quay vào. Ừ, đúng rồi. Bốn từ. Trong ấm ngoài em. Rồi, bỏ qua. Trong ngoài em, quay lại, quay lại. Gì kì vậy? Ngoài em, quay lại, quay lại. Tôi không kịp chứ bà băng luôn, bà băng rồi. Nhiều rồi, 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 rồi. Thêm một lần nữa chẳng nghe. Xích vào đây, xích vào đây. Nghe được một chút nữa. Rồi, ok. Không nghe được gì thì thôi, lắc đầu thua. Rồi, xin mời. Nói đi. Không quay lại nữa, giờ quay lại là thấy tôi đấy. Mấy từ? Bốn từ. Gì? Trong trong ấy. Trong ấy. Rồi. Ok. Muốn chơi kỳ vậy? Bà này. Tôi hiểu gì chưa? Bà này. Trong. Ấm. Ở ngoài em. Trong ấm ngoài em. Hết rồi. Trong ấm ngoài em. Rồi. Tôi chơi quá. Này, cái bà này bây giờ thêm một lần nữa là cho cả đội về luôn nhá. Ok chưa? Em còn có hàng chính xác nữa. Cho một tràng vỗ tay với đội này ạ. Cái này em phải tặng quà cho khán giả vì hại não quá. Các bạn biết vì sao mà có cái câu thì rất là lâu mà có cái câu là nhanh phát đọc luôn là vì sao ạ? Không thể mà không dễ như thế mà đoán một lần thì không được đúng không? Ok. Đoán một lần thôi cho qua luôn đúng không ạ? Bây giờ cái câu này mới cho nhiều lần này. Ok chị bạn. Đấy, bây giờ mới cho nhiều lần này. Đố ai đoán được câu này cho 3 phần quà luôn. Ok thì bạn. Được chưa? Được chưa? Đây. Đọc chưa? Rồi, bây giờ đổi nào. Mà cho người ta coi người ta biết làm sao. Rồi, xếp hàng vô. Tiếp nào. Sao bà này hoài vậy? Các bà này xuống rồi. Ok. Cho bà hát lên đi. Các ông ai đứng này. Ai đứng chưa? Rồi, bà này đi. Ok. Ừ, đúng rồi. Nhìn này. Anh ạ. Cho chị xem. Rồi, ok. Ok. Rồi, cái này là một người sẽ được đoán 3 lần. Mọi người chuẩn bị cánh tay nhá, chuẩn bị đội thứ hai nhá. Chỉ có 5 giây thôi. 5 9 từ. Ừ. Sáng sớm sương xuống. Em đi xem sổ số. Sáng sớm Sương xuống. Ok. Ok em... rồi thôi, 5, 4, 3, 2, 1. Thôi rồi. Thôi mừng quá. Bà ngưng ngắc ơi, bà này là 3 đến chúng tôi. Rồi. Cái gì đây, mình mấy từ nữa. Quay lại. Sương xuống. Em đi xem sổ số. Sổ số, ok. Tôi nghĩ là gì, cái bạn này tặng 2 phần. Bà ra bên kia, đúng rồi, bà này sang bên này. Bà này bà sang mà nó to lắm. Okay. Rồi, bà ơi. Sáng số. Ủa sao giống như nghe hết ra cái chuyện nhau vậy? Sương xuống,
xuống. Xương xuống. Em đi xem sổ số. Hết quay sổ số. À nha. Ok, chạy con cơ chị ơi. 5 4 3 1 hết giờ. Ôi trời ơi, cái lâu lắm rồi. Mấy giờ? Mấy giờ? 9. 9 giờ. 9 giờ. Sáng sớm. Sương xuống. Em sáng sớm sương 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 xuống. Thả đây, thả đây. Ủa cái gì đó mày nghe này. Sương xuống. Em hết giờ. Em đi xem sổ số. Hết giờ. Ờ rồi. Bán à. Mặt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Bán à. Hết giờ, đã bán à. Sáng sớm sương xuống. Em đi chơi sổ số. Đúng không? Câu trả lời không thể nào sai hơn. Và cái đáp án này là sai. Trước tiên mời đội này về đã. Mời đội này về. Mời đội thứ hai đã. Chúng lát nữa chúng ta nhận quà sau nhá. À muốn chơi nào? Muốn chơi nào? Tay trái các bạn đâu? Tay trái. Người đầu tiên xin được chúc mừng
Đình Tiến Đạt. Có bạn ở đây không? Xin mời. Người thứ hai. Không đủ số email là anh có đồng ý không? Đồng ý. Xin được chúc mừng Nguyễn Ngọc. Tên chỉ có hai chữ thôi. Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc có mặt ở đây không? Nguyễn Ngọc lần thứ nhất. Nguyễn Ngọc lần thứ hai. Nguyễn Ngọc lần cuối cùng. Cũng biết đầu ủy của người ta mà mặt ai cũng vui ơi là vui. Xấu tính dễ sợ. Xin mời anh Kiệt rút game một tiếng nữa. Số đuôi là 159. Thôi không có nữa, bỏ qua rồi. Bỏ qua rồi, không quay trở lại. Xin được chúc mừng người nhận được cho mình giải nhì. Tiếp theo đó là Nguyễn Xuân Trường. Anh ạ, chúc mừng anh. Các bạn chị xin hỏi của em đi. 36 254 734. Ok, dạ em ơi, lên đây ạ. À, kia xin hỏi của anh Trường với 098 119. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin mời đứng ở giữa. Xin chúc mừng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có một giải, đó là giải nhất, chỉ một mà thôi. Tụi mày qua đây. Còn áo không? Em tặng cái nữa nha anh Kiệt. Cùng lắm thì anh cởi áo của anh thôi, đúng không? Cho Hạnh Nguyên một người nữa giúp anh. Giải thưởng này xin mời áo xanh, mời bạn. Bạn có thiếu không? Cho xem tay với. Ừ. Xem ra xem. Ok, không có gì hết. Tên bạn là gì? Em là Lộc ạ. Lộc, không phải tên của Lộc rồi. Xin được chúc mừng. Tặng áo cho bạn này nha. Xin được chúc mừng một người con gái. Hả? Ban tổ chức đâu có được. Xin được chúc mừng Đinh Thị Thu Huyền. Giải này có đau không? Giải này có đau không? Giải này có đau không? Hả? Bây giờ mọi người trao lại Nguyên trao. Giải này có đau không? Thấy gái là có liền. Xin cảm ơn bạn áo xanh nha. Cảm ơn. Rồi xin mời mình ra đến đây. Xin được mời bà con lá trao. Tụi mình phải trao nè. Anh Kiệt quay trở lại sân khấu để trao giải thưởng này. Cái gì vậy? Có anh tước của dưới hả? Xin cảm ơn. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng fan của Bách Trôn. Các bạn thân mến, thời gian còn lại của buổi trưa ngày hôm nay thì mời các bạn ai chưa được trải nghiệm tai nghe của Bách Trôn, mời các bạn mình quay trở lại với các bạn trải nghiệm để mình trải nghiệm. Nếu mà ai có ý muốn mua tai nghe của Bách Trôn thì nhớ liên hệ với bạn Lễ Tân, bởi vì hôm nay sẽ được khuyến mãi giảm từ 20-30%. Nhớ nha, chỉ có ngày hôm nay thôi. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến buổi trải nghiệm hôm nay. Và riêng Nguyên rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong những sự kiện lần sau. Xin cảm ơn. Xin